Cố gắng chị mà ngại ra tao lúc chưa được nghỉ trưa xong cái lúc chị nhắn này lúc nó bắt đầu dạy học rồi. Ủa vậy em cái nick riêng của em là cái gì em? Dạ đã xấu rồi. Trời ơi sao để cái nick gì kì vậy? Đó lắm em. Ha? Để vậy cho anh ta vô khỏi bất ngờ. Để vậy vô người ta cái mặt bằng xấu thì cái mình được khen đúng Hay gì trời. Ủa thủy ở quận mấy ha? em ở dưới hóc môn đó chị, mà cuối Hóc Môn hả? hướng mà gần bệnh viện Sơn Á, Ồ, vậy là giáp Củ Chi luôn rồi. nhưng Có mà không? khúc này khúc đấy một ngã tư nữa là tới ngã tư cuối cùng của em xong rồi đi lên nữa là bệnh viện Sơn Á. Ổn quá trời nè. Để chị quay lát nữa cho xem. Em thấy nó không có ra nhân cái nó giật cái nó lại hâm hết trơn này. Em coi chị mình bụng mình coi mấy tiếng rồi. Ai mà gọi em quạo Coi đi YouTube hay coi Facebook? coi Facebook YouTube có gì coi mấy cúc nhắn nhắn này lên trên YouTube cũng có
Đang coi mà đêm ngủ quên cái tình dậy cầm người ta cái tiếp. Thì có gia đình vậy Dạ chưa vậy. Thủy. Cục này nó viên hệ gì khó xíu nha. Để nó sẽ lấy cục này. Cục này. Nó thấy nó cục nhỏ. Đi đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi mà đi. Đi.
bữa nay uống rượu hả? Bữa nay hoài vậy. Chị gì, chị Hai Thư hả? Chị không thương nữa đâu, đi đi. Cơm còn nửa chén kìa. Ngã cơ, không chơi nữa. Đi, không chơi nữa. Chị không chơi nữa. Chị không chơi luôn. Rồi, cái tay này trời. Cái tay trời chắc cái gì rồi. Cái tay có gì đâu mà coi. Thơm không? Thúi quắc luôn. Thúi quắc đi. Đi. Thúi. Để cậu đút cơm nè. Chơi. Cậu đút cơm cho ăn hết nhiều đó đó. Ăn cho hết nha. Nghỉ hả? Dạ. Ngon chưa? Ăn thôi. Em cũng nghỉ thôi. Thôi đây, đang nghỉ sớm vậy? Ngon rồi. Ngon chưa? Ngon. Về nhà coi chừng, về nhà coi chừng, coi chừng ngập trời mưa nha. Ngon thiệt không? Thiệt trời ơi, trời. Ê luôn á trời mọi người ơi. Mẹ ăn cơm nè. Chưa nói gì hết trơn mà, chưa kết thúc gì hết trơn mà nghỉ hết trơn rồi. Nè, ăn miếng nè. Vậy đi. Ăn hết đi. Con ăn cơm nha. Rồi tất cả vô bàn nói nữa nha. Dạ. Đó luôn. Đổ quá đổ. Chan nước không? Cơm chan nước không? Thôi, để cắm được chào các bạn. Sau một thời gian chiến đấu thì chúng ta đã chiến đấu hết nguyên cái đồ thức ăn trên đây. Phê không? Tức là no rồi, căng cái bụng luôn á. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì xin cảm ơn bạn Chiến, anh cameraman đã tạo cơ hội cho chúng em đến đây để được trải nghiệm cảm giác hai ngày làm nông dân thứ thiệt, vô món mặc dù là tay chân đồ chạy cửa đúng luôn á, móng tay miếng chân đi thui à, nhưng mà không sao, cái đó là không thành vấn đề, quan trọng là mình vui, là mình vui hết sức mình là được. Ok em ơi, sau này có xuống chơi nữa không? Chắc chắn là phải xuống có, thôi có gì sẽ xuống nữa, sáng xuống rồi. Giờ là trên bàn là ăn không còn cái gì luôn các bạn ơi. Đó với lại mấy rất là ngon. Cuốn bánh tráng bún là ngon lắm. Còn hai miếng là mình. No quá ăn hết nổi. Ăn sạch luôn mà. Quê đó. Quê đó. Xử hết luôn đi Đăng. Xử hết luôn đi. Con là đủ hai miếng rồi đó. Ăn đi nè. Kệ đi, ăn hết đi anh nghĩ rồi. Còn đậu cá, còn đậu cá rồi đó. Đậu cá chứ ăn hết rồi. Giờ bạn Đăng sẽ cố gắng xử hết mấy này luôn các bạn, rồi mình sẽ dọn kết thúc video ở đây luôn nha các bạn. Bạn thấy thích thì ủng hộ bằng cách đăng ký kênh nhóm của mình nha. Đã không? Quá đã. Giòn nghe. Cá này ăn ngon ghê không chà. Lâu dữ lắm mới được ăn món này. Lâu lắm rồi. Tính ra 2 năm rồi. Còn cái đầu cá này Đăng. Bụng cá nè. Cá thịt không, thịt không à. Chứ cái này phải đầu cá này chắc mình phải xin bác cái bọc đừng hút ăn đem về các bạn. Để mình ăn từ từ. Vậy luôn hả? Chứ là hết nổi mà. Rồi nhà mình chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.